Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 10 của chúng tôi. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Không khí lạnh tăng cường xuống Lào Cai. Xuất hiện hố sụt lún sâu 12 mét sau nhiều ngày mưa lớn tại Quảng Bình. Kỳ lạ cảnh mây cuộn chắn ngang bầu trời như ngày tận thế tại Mỹ. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những cập nhật về đợt không khí lạnh mới sắp đổ bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay 29 tháng 10, một luồng không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường yếu xuống Lào Cai, khiến nhiều khu vực có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến rất to. Nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều ngày 29 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Trước đó, từ sáng ngày 28 tháng 10, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Hiện vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường xuống, tạo thành một tổ hợp thời tiết xấu hơn. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng từ 2 đến 3 độ C, vùng thấp ban ngày trời mát mẻ, lạnh vào đêm và sáng sớm. Vùng cao trời rét, các vùng núi cao có nơi rét đậm nhưng không sâu. Trước tình hình thời tiết có khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, để giảm thiểu mọi thiệt hại do thiên tai gây ra, chính quyền và người dân địa phương cần chủ động phòng chống mưa lớn cuối mùa, có thể sinh lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại về người và tài sản, đề phòng gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông và ngập úng ở các vùng trũng, sụt lún ở khu vực hạ lưu ven hai bờ sông suối. Tiếp theo bản tin sẽ là những cập nhật chung về tình hình thời tiết tại ba miền trong cả ngày hôm nay, 29 tháng 10. Bắc Bộ ngày và đêm 29 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Còn tại Nam Bộ, ngày 29 tháng 10, có nắng, từ đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày hôm nay có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày 29 tháng 10 có mây, hửng nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 m. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay, 29 tháng 10. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Thành phố Vinh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Thành phố Huế, ngày nắng, gió nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Thành phố Đà Nẵng hôm nay có mây, không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, gió nhẹ, cả ngày và đêm đều không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.
Gần đây liên tiếp những cơn mưa xối xả đổ xuống Quảng Bình khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Không chỉ gây ngập lụt cục bộ, mưa lớn còn làm xuất hiện một hố tử thần sâu khoảng 12 mét tại nhà một hộ dân ở huyện Lệ Thủy. Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo của một hộ dân trên địa bàn xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xuất hiện một hố sụt lún khá sâu, nguy hiểm. Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường trên. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2023, sau nhiều ngày mưa to, cạnh nhà ông Hồ Bình Hiền ở bản km 14 xã Ngân Thủy xuất hiện một hố sụt lún cách tỉnh lộ 10 khoảng 100 m về phía tây bắc. Đường kính miệng hố 4,2 m, sâu khoảng 12 m, nước trong hố sụt không đục, hơi trong xanh. Theo nhận định bước đầu của đoàn khảo sát, khu vực nhà ông Hiền có tầng phủ chủ yếu là đất sét và sét pha với bề dày khoảng từ 7 đến 20 m, mặt đá gốc, đá vôi ở độ sâu không đồng đều từ 7 đến 20 m. Trên nền cấu trúc địa chất là hệ Devon và hệ tầng Cobai, bao gồm đá vôi và đá vôi sen Dolomite. Nền đất này dạng đất sườn tích, một ít tàn tích được tạo thành trên nền đá vôi ở phía trước. Khi nền đá vôi phía trước hố sụt này bị quá trình cát hóa tạo thành các hố hang hõm dốc, khi có mưa lớn tạo dòng chảy lớn trong các hang hốc gây sụt lún tầng đất phía trên xuống. Theo đó, đoàn khảo sát đã kiến nghị dùng cát san lấp đầy hố sụt để hố cát này lắng đọng tự nhiên trong một thời gian. Khi cát sạn tụt xuống thì tiếp tục lấp đầy. Đến một thời gian ổn định thì hoàn thiện lại công trình. Sau đó tiếp tục theo dõi quá trình sụt lún. Nếu giải pháp nói trên không tạo ra sự ổn định mà vẫn tiếp tục sụt lún thì đề nghị báo cơ quan có liên quan để nghiên cứu giải pháp tiếp theo. Thiên nhiên xung quanh chúng ta rất phong phú và đa dạng. Những hiện tượng kỳ thú thì luôn khiến công chúng không khỏi tò mò thích thú và mong muốn được tận mắt chứng kiến. Điển hình vào năm 2020, cư dân đảo Block ngoài khơi bang Rhode Island của Mỹ đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng hiếm thấy của một đám mây cuộn dày trải dài nhiều km dọc theo đường bờ biển. Thậm chí nhiều người còn đưa ra những bình luận giật gân xung quanh hiện tượng này. Hôm 13 tháng 3 năm 2020, cư dân đảo Block ngoài khơi bang Rhode Island, Mỹ đã vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ lạ của một đám mây cuộn dày trải dài nhiều km dọc theo bờ biển. Dù cơ quan du lịch đảo Block đã giải thích, cảnh tượng này đơn giản chỉ là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, nhưng nhiều người vẫn đưa ra những bình luận giật gân về hình ảnh của cuộn mây kỳ lạ. Ông Stephen Miller, một người dân địa phương chứng kiến tận mắt hiện tượng này, cho rằng đám mây cuộn quét dọc bờ biển là dấu hiệu dự báo sự nguy hiểm khi virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát trên toàn cầu. Ông Miller nói, tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này, cũng như cảm giác choáng ngợp trước sức mạnh và vẻ đẹp của tạo hóa. Cùng với đó, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng có thể đây là điểm báo cho con người, sắp tới sẽ có những trận động đất lớn, thế giới sẽ gặp phải bệnh dịch và nạn đói khủng khiếp. Nhiều người còn ví cảnh tượng này giống như một cảnh trong bộ phim bom tấn The Day After Tomorrow, ngày kinh hoàng. Một tài khoản cho biết, điều này không phải là bất thường, hiện tượng thời tiết này được gọi là mây cuộn, nó xảy ra khi thời tiết quá lạnh, tuyết đã rơi vào sáng và giữa trưa, ngoài trời rất đẹp. Giải thích về hiện tượng kỳ lạ này, nhân viên tại cơ quan thời tiết Met Office của Anh, Bonnie Diamond cho biết, đám mây trong bức ảnh này trông giống như một đám mây A-skirt, thường có hai loại là mây thềm và mây cuộn. Đó là loại mây cuộn dài, mỏng, thấp, thường xảy ra khi không khí không ổn định hay thời điểm có dông bão. Mây A-skirt hình thành khi không khí lạnh đi xuống từ mây tới mặt đất. Luồng khí lạnh này nhanh chóng lan ra, đẩy không khí ấm và ẩm từ dưới mặt đất lên trên. Khi không khí này bốc lên, hơi nước ngưng tụ sẽ tạo thành những đám mây A-skirt. Năm 2019, một đám mây cuộn kéo dài hàng trăm km dọc bãi biển ở Brazil cũng gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người. Quý vị thân mến, thời tiết chuyển lạnh đột ngột ở miền Bắc là điều kiện lý tưởng cho virus, vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tim mạch hay xương khớp. Vì vậy, quý vị nên bổ sung chất dinh dưỡng, lưu ý giữ ấm cơ thể để tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Riêng miền Trung, diễn biến mưa lớn vẫn còn phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời lên các phương án bảo vệ bản thân và gia đình. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 30 tháng 10. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!